Người tình trên chiến trận, cha này cũng mới thôi ha. Mai Thị Trần xin chào. Rồi, phải bài người tình chiến trận không em? Người tình trên chiến trận, mời kết, xong ra cùng bức thượng 7475. Biết, biết từ lâu rồi. Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một chút tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng. Cho nước non đang bị người ta xâm lấn, thì tôi đâu có quyền nghĩ đến điều gì.
trận chiến chưa tàn, ta đã ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ, nào ngờ buồn bã lắm phải không? Vâng, và bây giờ tôi đã khóc. Buồn mà chi, làm sao giờ nhớ thương, lệ buồn ơi là môi má phai hào, không chi tựa như nước trôi qua cầu, tình ta bay xa như giờ mây cuối trời, một đời sắc xe buồn thôi đành xa cách thiên thu từ đây. Chúng máu hòa quốc hồi quân đọc, dòng máu của thiên nhiên kiều ta luôn trong quý quang của thảm xuyên. Tình đôi ta rồi cũng đành vĩnh biệt, dòng máu này xin ta lại cho kết thúc tại đây, hẹn cái khác gặp lại cả nhiều. Cảm ơn các Bích Phượng đã dành thời gian cho anh.